gõ phím dễ dàng và nhanh chóng. Dell Inspiron 15 N3530 được trang bị bàn phím rộng rãi với các bàn phím số riêng biệt và hàng phím tắt tiện lợi, giúp bạn gõ văn bản và thực hiện các phép tính một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên làm việc với số liệu và gõ văn bản. Ngoài ra, máy tính xách tay của Dell còn được thiết kế bản lề dạng nâng độc đáo, giúp tạo ra một góc đánh máy hoàn hảo để giữ cho cổ tay của bạn luôn cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình sử dụng. Bản lề dạng nâng được chứng minh là có hiệu quả tuyệt vời trong việc giảm thiểu mệt mỏi và tăng cường hiệu suất làm việc, hiệu suất ổn định trong mọi tình huống. Được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-1335U thế hệ mới nhất, Dell Inspiron 15 N3530 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và phản hồi nhanh chóng trong mọi tác vụ. Với 8 x 12 luồng và tốc độ tối đa lên đến 4,6 GHz, con chip này có thể xử lý mượt mà các tác vụ cơ bản từ đa nhiệm cho đến chỉnh sửa video và ứng dụng nặng. Ngoài ra, Dell Inspiron 15 N3530 còn được trang bị công nghệ quản lý thông minh để tự điều chỉnh hiệu suất và nhiệt độ tùy theo tình huống sử dụng. Cho nên khi mà bạn đang làm việc và bất kỳ ứng dụng nào, máy tính sẽ luôn hoạt động mượt mà và hiệu quả nhất có thể. Webcam sắc nét rõ ràng. Trong thời đại công nghệ số, các cuộc họp trực tuyến và hội nghị video ngày càng phát triển và phổ biến. Với webcam HD, Dell Inspiron 15 N3530 sẽ đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu này. Bạn sẽ không cần phải lo lắng về chất lượng hình ảnh kém trong các cuộc họp, giúp tăng cường sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong giao tiếp. Ngoài khả năng ghi hình độ nét cao, webcam của Inspiron 15 N3530 còn được trang bị công nghệ giảm nhiễu thời gian và giải động rộng, cho phép bạn xuất hiện rõ ràng và sắc nét dưới mọi điều kiện ánh sáng. Dù bạn đang ở trong môi trường ánh sáng yếu hay là ánh sáng quá cao, camera vẫn đảm bảo hình ảnh của bạn luôn rõ ràng và chân thực. Trải nghiệm hình ảnh sống động. Với độ phân giải Full HD, màn hình Dell của Inspiron 15 N3530 sẽ cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết trong mọi tình huống sử dụng. Kết hợp với tần số quét 120Hz, màn hình này sẽ mang lại sự mượt mà trong mọi chuyển động, làm việc trải nghiệm xem phim cũng như chỉnh sửa video hay là chơi game trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, màn hình 15.6 inch của Dell Inspiron 15 N3530 còn sở hữu công nghệ LED backlit tiên tiến, giúp cung cấp màu sắc chân thực và sống động. Dù bạn đang làm việc với lại các ứng dụng đồ họa, xem phim hay là chơi game, bạn sẽ luôn có được trải nghiệm hiển thị sắc nét và sống động nhất. Vì vậy, màn hình không chỉ phục vụ tốt cho nhu cầu làm việc mà còn đáp ứng nhu cầu xuất sắc cũng như là giải trí của người dùng. Giải trí và đa nhiệm mượt mà. Với 16GB RAM DDR4, Dell Inspiron 15 N3530 sẽ cho phép các bạn chạy nhiều chương trình cùng lúc mà không gặp bất kỳ sự chậm trễ nào. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và giải trí của các bạn. Bên cạnh đó, chiếc máy tính xách tay của Dell còn được tích hợp thêm card đồ họa RGB chuyên dụng Nvidia GeForce MX552GB để mang đến trải nghiệm khả năng xử lý đồ họa cực kỳ ấn tượng trên thiết kế nhỏ gọn. Kết hợp với lại CPU Intel Core i5 thế hệ mới, laptop sẽ đảm bảo các bạn có thể thoải mái chơi game, xem video nặng hoặc là chỉnh sửa hình ảnh video bất cứ khi nào mà bạn muốn. Lưu trữ nhanh chóng và hiệu quả. Ổ cứng SSD 512GB của Dell Inspiron 15 N3530 cung cấp không gian lưu trữ rộng lớn cho tất cả các tệp tin, tài liệu và dữ liệu truyền thông của các bạn. Với thời gian khởi động nhanh và tốc độ chỉ giao tệp cực kỳ nhanh chóng, máy tính xách tay này sẽ đảm bảo cho các bạn có thể truy cập dữ liệu của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thiết kế sang trọng, tinh tế. Với thiết kế màu bạc Platinum sang trọng, Dell Inspiron 15 N3530 không chỉ mạnh mẽ về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện phong cách sang trọng và đẳng cấp. Dù bạn là một chuyên gia, sinh viên hay là người dùng văn phòng cơ bản, chiếc laptop này đều sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn.